Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người thiết bị transmitter chuyển đổi tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ như nhiệt điện trở RTD, cảm nhiệt TC điện trở sang tín hiệu tương tự 4-20mA. Thiết bị này có mã là TMT181 của hãng Enwedhäuser. Khi cần truyền tín hiệu từ cảm biến đi xa, từ vị trí cần đo nhiệt độ tới bộ điều khiển hay bộ hiển thị thì đối với cảm biến dạng nhiệt điện trở, tín hiệu sẽ bị nhiễu hay suy giảm do điện trở trên dây dẫn nên độ chính xác không cao. Đối với cảm biến dạng cảm nhiệt, dây dẫn phải là loại chuyên dụng, giá thành sẽ cao hơn khi hỏng hóc, thay thế sẽ phức tạp hơn. Khi chuyển đổi sang tín hiệu 4-20mA sẽ giúp tăng độ chính xác, độ tin cậy và hiệu quả cao hơn. Tín hiệu dòng nên không lo bị nhiễu hay tổn hao trên dây dẫn. Về cách lắp đặt, có thể lắp trong hộp kín gần với vị trí của cảm biến hoặc có thể lắp đặt trực tiếp trên đuôi cảm biến. Với một số dòng cảm biến nhiệt độ của Enwedhäuser hỗ trợ như TR12, TAM16, v.v. Thiết bị có thể kết nối với PC để câu hình, cài đặt thông số cho từng loại cảm biến. Transmitter có độ chính xác cao với giải nhiệt độ rộng, được chứng nhận ứng dụng trên nhiều môi trường làm việc khắc nghiệt. Với tín hiệu đầu vào là nhiệt điện trở RTD 2, 3 hoặc 4 giây, có thể bù điện trở trên dây dẫn từ 0 đến 20 ohm, gồm có PT100 giải đo từ -200 cho đến 850 độ C, PT500 giải đo từ -200 đến 250 độ C, PT1000 giải đo từ -200 tới 250 độ C. Với tín hiệu đầu vào là cảm nhiệt, có nhiều loại can như B, C, D, E, v.v. tùy thuộc vào loại can, nhiệt độ từ 0 đến 2000 độ C. Nguồn cấp cho thiết bị từ 8 đến 35V một chiều, nhiệt độ làm việc của thiết bị từ -40 cho đến 85 độ C, trọng lượng là 40g, kích thước của đường kính là 44mm, dài 22,5mm. Khi mua sản phẩm, ta chọn mã order code dựa vào loại cảm biến, thông số cảm biến để chọn mã cho phù hợp. Trong trường hợp ta đã có sẵn transmitter mà không phù hợp với thông số của cảm biến, ta có thể cấu hình lại bộ chuyển đổi bằng cách kết nối với PC thông qua bộ kit TMT181A và phần mềm Bridgewin 2000 thông qua truyền thông RS232. Với thiết bị trên tay mình có mã là TMT181A31BA, trong đó TMT181 là mã transmitter, A là chứng nhận không lắp đặt ở môi trường bên ngoài mà không có che chắn bảo vệ, 3 là loại kết nối RTD 3 giây, 1 là cảm biến PT100 từ -200 độ C cho đến 850 độ C, B là cài đặt giải đo theo khách hàng riêng, A là kiểu mẫu tiêu chuẩn. Và thông tin order trong manual mình để link bên dưới. Cảm ơn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.